Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái bí mật mà không phải thầy tướng số nào cũng nói cho các bạn biết về những cái đường chỉ chẻ nhánh trên lòng bàn tay. Cái đường chỉ thứ nhất đó là đường chỉ tâm đạo. Nếu ta quan sát thấy, cái giai đoạn này của nó phân nhánh làm hai. Đó sẽ là người có tính cả tin, hay tin người, hay giúp người, hay động lòng thương, nhưng toàn nhận lại là sự tráo trở, vô ơn đến từ những cái người mà mình đã giúp. Cuộc đời, những người sở hữu đường chỉ tâm đạo bị chẻ nhánh như thế này sẽ hay bị lừa gạt, hay bị lợi dụng, cho vay cho mượn trả lấy được lại. Và người nào mà làm chủ lớn hoặc doanh nghiệp lớn có đường chỉ tâm đạo chẻ nhánh này nằm ở trong tay thì rất khó lập lên sự nghiệp lớn. Nhiều khi cuộc đời phải khốn đốn, phá sản cũng chỉ vì cái tính cách cả nể này. Tiếp theo, ai mà có cái đường chỉ trí đạo về cuối phân nhánh làm hai như là cái trạc như thế này sẽ là người thông minh, tư duy tốt, ứng biến. Mình thường thấy ở những người có lộc về kinh doanh, buôn bán hoặc có số làm chủ, hoặc những người làm công sở có số làm lãnh đạo, cấp quản lý, chỉ huy cũng thường sở hữu cái đường chỉ trí đạo phân nhánh làm hai như thế này. Đây được gọi là hai dòng trí não. Người sở hữu dấu hiệu này sẽ thông minh hơn người và vô cùng xuất chúng. Nếu trên mẫu bàn tay của họ kèm theo nhiều những cái yếu tố may mắn khác thì bản thân họ sẽ rất là thành công và thành tựu trên cái lĩnh vực mà bản thân họ lựa chọn. Và một cái dấu hiệu cuối cùng đó là đường chỉ sinh đạo về cuối chẻ nhánh làm hai. Đây là tín hiệu rất thường gặp. Cứ theo kinh nghiệm của mình, xem cho 10 người thì khoảng 6 đến 7 người đều sở hữu dấu hiệu này. Đây sẽ là tín hiệu nói lên người đi xa quê, không ở trên đất quê hương thì kinh tế của họ sẽ lập lên, làm ăn sẽ khấm khá hơn, tốt đẹp hơn. Có rất nhiều người ở trên đất quê hương làm mãi làm hoài không thấy dư, nhưng chỉ một phen gặp biến cố rồi họ phải bỏ xứ đi xa quê, họ may mắn và gặt hái được nhiều thành công và thành đạt trở về khi sở hữu cái dấu hiệu đường chỉ sinh đạo về cuối phân nhánh như thế này. Vì thế những bạn nào mà sở hữu dấu hiệu này trong tay vô cùng may mắn. Bạn chỉ cần cần cù, chịu khó, cố gắng, mình tin chắc thành công sẽ đến với các bạn. Qua ba cái dấu hiệu trên, những quý vị nào thấy những cái điều mình chia sẻ đúng với thực trạng của các bạn, hãy đừng chần chừ bình luận ngay dưới cái video này nhé.